Rồi cho sáu bự à. Ở nguyên nguyên cái nồi sáu bự này vô đi. Sáu bự vô cho chim nó ăn thử. Sáu bự này nha. Thở vô sao bự coi nó sao. Đi nhìn sâu khoái, nhìn sâu khoái. Ôi nó ăn kìa, trời ơi, trời ơi, nó khoái ăn sâu bự nè. Ôi nó ăn sâu bự nè mẹ, nhìn nè, chết rồi. Đó. Ghê không? Nuốt luôn. Đó. Nuốt luôn. Ghê thật. Chim này là chim gì? Chim gì? Biết con sâu nó bò xuống này. Rớt xuống này rồi. Sâu mặt ghê luôn á. Này nó ăn chừng 3 con là nó no rồi. Đúng không? Rồi, ăn con nữa là cắt nha. Một con nữa đi. Cho no đi. Nè, trời ơi cái bình sâu trong đây nó ăn sạch sẽ luôn nè mẹ, ha. Sâu đây sáng để bỏ đầy trong đây mà nó ăn sạch sẽ rồi nè. Chim này nuôi hao mồi lắm à. Chưa giờ nó có nói tiếng nào mà sao hồi sáng nói dữ lắm mà. Chưa giờ không nói tiếng nào luôn. Sao rớt nè. Rớt sầu vậy. Rửa sạch sẽ cho mẹ ăn. Nó mổ con sâu một phát là chết queo con sâu luôn.
Nè. Thấy con sâu chết nó mới ăn, mà sâu sâu sống thì làm gì, nó phải làm sao cho con sâu nó chết thì nó mới ăn, thấy không? Đó, nuốt rồi đó. Thôi được rồi, ăn 4 con rồi được rồi. Sâu này bự ăn nhiều quá. Rồi. Super power rồi. Ngày ăn cỡ 4 con thôi à. Ngon ha. Tết cùng mấy Tết mình về nhà. Đi kêu xe đi mẹ, hôm nay đi kêu xe đi chứ. Xe đi. Vợ chồng con cái đi hết. Ai có nhà. Nhà có cái gì đâu mà coi. Không dễ gì. Sao này đâu? Sao này không ăn bắp nữa nè. Ăn bắp. Bà ngoại ngay đây. Ông bắp cốt lên nè. Ông đi. Bỏ mấy cái lá vô nữa anh. Cái rổ rau sống còn không ta? Còn hả? Cái sâu này nó ăn nè. Ăn mà thấy sâu nó ăn rau sống á. Rồi bỏ rau sống vô. Rồi bỏ rau sống nữa coi. Ăn rau sống cũng bỏ. Ăn rau sống cho nó ăn. Select. Select nè. Nè. Đây. Đó, ăn đi. Ê, sâu con. Sâu con này ăn nó xinh nhê vậy đó. Sâu con này nó đùng hết xuống dưới. Nãy bởi vì con để trong mát mà. Để ra ngoài nắng thì nó chui hết xuống dưới rồi. Này là để ra nắng là chết à. Để dưới. Cái này để là thằng lằn nó dứt hết rồi. Để miếng qua này. Đó, bò lên ăn nè. Trời, giờ này ăn gì? Thì ăn đi. Mình nó ngủ rồi mẹ. Mấy con sâu nhỏ này nó ăn góp giãn nè. Lên là dứt liền. Mấy sâu nhỏ này sâu đói à.
sâu bự này nó muốn thành kén hết rồi, nó nhìn nó không có lo nhoi nhiều. Mấy con nhỏ này nó nhoi nè, mấy con này mấy con 3 tháng nữa này nó mới bự được như con hết cái này luôn. Nó ăn rau nữa này, bỏ rau vô là anh dứt. Rau với gạo. Cơm không? Ăn cơm không ta? Sao bự nè, chim nước nè, 4 con. Cho 1 con nữa đi. Cho yeah, 1 con. 1 con nữa cho chim à. Này. Chim bự. Cho 1 con nữa, chim nó dứt nè. 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 Nè nè. Nè. Trời đất ơi. Đó. Nè. Quất. 4 con rồi, no chắc. Ăn đi. Đó. Dứt liền. Sợ rớt ra rồi. Ra rồi. Để lấy cho. Tôi lấy cho mẹ ăn. Nè. Nè. Có. Dứt liền. Nó phải cắn cho chết rồi này, đó, cắn cho chết rồi mới nuốt. Ghê thiệt. Sao con ăn gớt cái này. Gớt mấy sao rồi. Cái gì mà, dục quá hả? Lanh à, mày thấy lanh không? Trời ơi nè, mới vô cái này nó quất cái lá à. Quất cái lá này nhanh nhanh chóng luôn. Mấy con sâu con này nè nuôi được nè. Mấy sâu con này ngon nè. Đậy lại kiếm gì đậy lại. Ồ vừa mới đó nó ăn nhanh ghê đó, nhồi nó ăn. Ồ cái ăn ăn cái lá này mạnh luôn á mẹ ơi.
rau củ quả là bỏ vô đây nè. Mấy con này ăn yếu à, mấy con này, mấy con bự này không ăn, bỏ qua cho mấy con này, mấy sao con mình ăn chiến đấu luôn. Đó. Cái này ta nuôi ta ăn, cho ăn trộn cám với trứng gà cho nó ăn. Sao bự này ăn yếu. Nấu ăn luôn á, sao bự này nó muốn hành con bọ hết à. Con còn nhỏ này nó ăn rồi, mày hành bỏ hết đi, sao con nhỏ này ăn nào. Ủa rau đâu nữa à, mới chặt mày chặt sâu ăn rồi. Ướt dưa. Rồi chúc kiếm cái nắp gì đậy lại để hàng lần tối nó dứt hết. Ngon lành. Ngon lành nha. Để dưới này nó mới mát. Chỗ nào mát mát á. Trời ơi, nó lên nó ăn. Mê sai luôn trời, đắm đuối luôn. Ăn đi. Rồi. Rồi, nhậu thôi.